Liên quan đến vụ hỏa hoạn cơ sở karaoke tối ngày 6 tháng 9 trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cướp đi mạng sống của ít nhất 12 người và nhiều người bị thương, để lại nỗi đau quá lớn cho người thân các nạn nhân. Chỉ riêng Bệnh viện Đa khoa An Phú đã tiếp nhận tổng cộng 40 nạn nhân trong đêm. Được biết, tới sáng ngày 7 tháng 9, còn 10 người điều trị tại bệnh viện này. Một người bị chấn thương sọ não nặng được chuyển lên tuyến trên, còn các nạn nhân bị thương nhẹ đã về nhà. Hôm qua là có 21:15 thì bệnh viện chúng tôi có một cái tin là có một cái đám cháy gần đây. Lập tức chúng tôi cử 2 xe cấp cứu và nhân viên đến đó ngay tất cả những bệnh nhân mà trong đám cháy ra. Thế và sau 10 đến 15 phút ấy, thì cứ 7 phút thì lại có một cái chuyến xe đem về từ 5 đến 7 người. Sau 30 phút thì khoảng độ gần 40 người. Đến đây với chúng tôi là những cái bệnh nhân mà đen sẹt, mặt đen chỉ có nhìn thấy lỗ mũi với lại cái cười răng trắng thôi. Và một số trường hợp thì chảy máu đầu, gãy tay, gãy chân. Thế thì với một cái này thì chúng tôi cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm. Tức là khi mà có những cái đám cháy thì bệnh nhân chết là do ngộ độc oxy carbon. Cho nên chúng tôi tất cả trưng dụng toàn bộ tất cả oxy có sẵn và có cả oxy dự trữ để cho bệnh nhân thở oxy càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Đến 13 giờ, trời vẫn đổ mưa lớn, khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa, tránh đám cháy bùng phát trở lại và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Theo chỉ huy lực lượng cứu nạn, hiện vẫn còn 2 phòng VIP với diện tích rộng nằm ở lầu 3 của quán, chưa thể tiếp cận được. Trước thời điểm xảy ra cháy, các phòng VIP này vẫn hoạt động, có phục vụ khách bên trong. Như Vietnamnet đã đưa tin trước đó, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 6 tháng 9, lửa bùng lên trong quán karaoke An Phú. Một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, nhiều khách và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài. Do ở tầng cao nên một số người phải nhảy xuống đất để thoát thân. Một số người khác ở tầng cao hơn không kịp thoát ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động hàng chục xe chuyên dụng đến cứu hộ. Sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế, lực lượng cứu hộ vào bên trong cứu người. Đây là quán karaoke hoạt động từ năm 2016, cao 4 tầng, diện tích khoảng hơn 1.500m², có 30 phòng hát, khu vực cháy khoảng 400m², nằm ở tầng 2 và 3. Trong sáng ngày 7 tháng 9, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng đã vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân.